Vâng, xin chào anh Nguyễn Mạnh Tưởng. Ông em anh đã like vào xe chưa nhỉ? Có lẽ anh vừa vào thì phải. Vâng, xe đầu tiên thì tỷ số đang là 2-2 rồi. Và sắp sửa thì đến với trận đấu chung kết trong xe đấu thứ nhất này. Một xe đấu mà mang yếu tố tâm lý là hết sức quan trọng. Vâng, xúc thôi. Vâng, vượt khó nhiều rồi. Trận này xem nào. Kata. Như vậy bộ đôi Kata Gredek dành cho bên mình. Vâng, quân đối phương thì thoáng qua thì có AC và quân gì đấy nữa. Vâng, vượt khó, tiếp tục là khó anh cho bên mình. Kata vừa đánh đủ bộ đôi gọi là bộ đôi mắc binh nhất trong cái map la này. Những con y thần luôn kẹp cùng những con voi là 750 máu. Không biết phải không nhỉ, anh em bàn luận về số máu voi một chút xem nhỉ. Những trận đấu thời điểm đầu tiên này thì vẫn là những cái thao tác gọi là lừa yêu cầu voi quen thuộc thôi. Không, anh em xem cái video của Linh Trang phải biết là không 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 có áo độn đâu, chỉ là hai cái miếng nó dán lên, nó nâng lên thôi. Anh em chúng ta nên nhìn nhận một cách khách quan. Cái miếng dán, những cái công cụ hỗ trợ đắc lực dành cho Linh Trang. Anh em có lẽ mới nói bé thôi, tránh việc lộ hết bí mật của Linh Trang ra. Vâng, bài quýt thì dừng rất là nhiều, nhưng mà cái mà cần thì lại chưa thấy đâu. Voi mà hưu thì vẫn chưa thấy đâu. Vâng, thấy thêm một voi mà đã hơi đáng tiếc thì nó chỉ là những con voi vàng thôi. Bên này Hoàng Mai Nhi xem nào. Hoàng Mai Nhi 18/20. Bắt đầu có cho mình những con hươu đầu về rồi. Khoảng 15% và 8% như vậy. Bài BB bên phía bên kia cũng không không cảm giác cũng không không quá là ổn áp đâu. Bù lại thì bài AC của Bell là bài mà dò 8% và vẫn chưa thấy dấu hiệu là Bell đi dò thêm. Khi mà chỉ số dò thì vẫn đang chưa tăng. Vẫn 8%. Vâng, vẫn 8% mà quýt luôn thôi. Cái việc là AC của Bell không đi dò thêm. Một cái map mà thực sự nó là bầy hươu đầu ở sau cánh rừng. Hơi đáng tiếc, mặc dù đã vượt khó khá nhiều nhưng chúng ta vẫn phải để thua trong trận đấu đầu tiên này.
Tỷ số là 2-3 và cũng chờ đợi đến với sầu thứ hai thôi.